Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Suy niệm. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống trong ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích trữ kho tàng đích thực. Trong cuộc sống thường hằng, chúng ta thường chạy theo tiền tài danh vọng, ưa thích hư danh bằng những thành tích khen thưởng, bằng những bằng cấp địa vị. Ước gì chúng ta biết tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và luôn tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực mà con cần phải nỗ lực mỗi ngày để chiếm hữu. Xin giúp con biết làm chủ tư tưởng, ước muốn, việc làm của con để luôn quy hướng về Chúa là cùng đích cuộc đời của con. Amen.